biết ngày Quốc Khánh là ngày gì? Dạ, ngày Quốc Khánh là ngày giải phóng của ta. Quốc Khánh khai sinh ra gì? Em không quan tâm đó. Sắp đến ngày gì em có biết không? Em không biết. Lễ 2 tháng 9 là ngày gì? Quốc Khánh. Quốc Khánh là ngày khai sinh ra cái gì? Em không biết. Em học lớp mấy? Em nghỉ học rồi. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2000. Không biết Quốc Khánh khai sinh ra gì? Em không quan tâm đó. Sắp tới ngày gì nhỉ? 2 tháng 9 à? 2 tháng 9 là ngày gì? Quốc Khánh. Ông ơi, thế không chắc chắn thì sao mà thấy kiểu bất ngờ vậy? Quốc Khánh là ngày gì? Là ngày giải phóng miền Nam. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đúng không? Anh thấy nó hơi sai sai hay sao ta? Ủa lộn không? Quốc Khánh là ngày gì ạ? Là ngày giải phóng miền Nam. Hả? Ngày lễ Quốc Khánh, ngày lễ của Việt Nam. Khai sinh ra cái gì? Khai sinh ra nước Việt Nam. Có sự kiện gì đặc biệt? Có sự kiện gì liên quan tới chủ tịch nước? Bác Hồ. Bác Hồ sao? Bác Hồ sao? Em học lớp mấy? Em nghỉ học lâu rồi. Em sinh năm nhiêu? Anh đoán xem. Con bé này là 2K7. 96 lận. Sắp tới ngày gì nhỉ? Dạ không. À? Em sợ anh. Em hỏi vài câu thôi, sắp tới ngày gì thôi. Sắp tới ngày gì hả? Ngày 2 tháng 9. Đúng rồi, 2 tháng 9 là ngày gì? Ngày Quốc Khánh. Ngày Quốc Khánh là ngày gì em? Thì 2 tháng 9 là Quốc Khánh, thôi chứ ngày gì nữa. Quốc Khánh là ngày gì người ta mới gọi là Quốc Khánh chứ? Đâu phải tự nhiên người ta kỷ niệm đúng không? Ngày thống nhất đất nước. Thôi anh được không? Anh hỏi bạn khác đi được không? Em không có thích lên mạng xã hội. Sắp đến ngày gì các bạn có biết không? Dạ 2 tháng 9. Mà 2 tháng 9 là ngày gì? Dạ ngày Quốc Khánh. Mà ngày Quốc Khánh là ngày gì? Dạ là ngày Quốc Khánh. Tại sao người ta gọi là ngày Quốc Khánh chứ? Dạ, em biết. Em học lớp mấy? Dạ đại học. Không biết ngày Quốc Khánh là ngày gì? Dạ. Sắp đến ngày gì các bạn có biết không? 2 tháng 9. Là ngày gì? Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 là ngày gì? Ủa? Em là người Việt Nam mà đúng không? Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 là ngày gì các bạn nói cái nào? Ngày Quốc Khánh à? Khai sinh ra cái gì? Nước Cộng Hòa Chủ nghĩa Việt Nam thì... Hả? Học lớp mấy? Em á, em mới lớp 5 thôi. Sắp đến ngày gì nhỉ? Lễ à? Ngày lễ gì? Quốc Khánh hả? Quá hay luôn, ngày Quốc Khánh là ngày gì? Là 2 tháng 9 hả? Là lễ ngày Quốc Khánh. Dạ đúng rồi. Ngày Quốc Khánh là gì á kiểu vậy? Dạ ấy là ngày... Em học lớp mấy? Em đi sinh viên. Bạn có biết là sắp đến ngày gì không? Dạ 2 tháng 9. 2 tháng 9 là ngày gì? Ngày lễ 2 tháng 9. Lễ 2 tháng 9 là ngày gì? Quốc Khánh. Thế ngày Quốc Khánh là ngày gì? Em không nhớ. Quốc Khánh này không nhớ là ngày gì? Ngày Quốc Khánh là ngày giải phóng của ta. Giải phóng miền Nam đúng không? À, giải phóng miền Nam. À, rồi chúc mừng em, hay quá. Sắp đến ngày gì các bạn biết không? Chúng em ngại đó. Hồ Nam Mì thực sự cảm thấy rất là thất vọng với các bạn trẻ. Là một người con Việt Nam, chúng ta hãy luôn nhớ rằng 2 tháng 9 chính là ngày Quốc Khánh, ngày Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, để cho chúng ta có một đất nước Việt Nam hùng mạnh như ngày hôm nay.